mọi người đang tối chưa? Hôm nay thì Trúc đã order được một cái bánh phô mai chà bông trứng muối và một cái mousse chanh dây. Chút cái mặt xuống mới thấy. Hôm nay thì mình sẽ ăn ngọt. Buổi tối hôm nay mình sẽ ăn ngọt và ăn mặn nha mọi người. Cái này mình để nghiêng cho mọi người thấy nhưng mà nó sẽ chảy cái chanh dây ra nên mình để xuống nha. Mình tưởng là sẽ cắt ra được mọi người, nhưng mà không, cái này nếu như mà cắt ra thì nó sẽ bị chảy tè le luôn á. Tại vì nó để ở trong một cái tô như thế này nè, nên là mình không thể nào mà mình cắt ra được, mình chỉ múc thôi. Bây giờ thì Trúc sẽ lấy dao Trúc cắt, nhưng mà rồi chắc mình cũng sẽ phải lấy muỗng mình múc. Mời mọi người ăn tối nha. Hôm nay đổi món mọi người ạ. Ồ, nó đứt ra nè mọi người. Nhưng mà có vẻ là cái chà bông nó sẽ bị cuốn xuống cái chỗ cái đường cắt á, nên là nhìn cái miếng bánh nó không còn đẹp nữa. Mình sẽ lấy lên cho mọi người xem. Mình nghĩ ý không được mọi người ơi, nó rớt ra rồi. Không được. Cái này chỉ có lấy muỗng múc thôi mọi người. Mọi người hãy coi như đây là cái tô bánh bông lan chà bông trứng muối phô mai nha. Và bây giờ chúc mời mọi người. Mình mua hôm qua rồi mọi người, nhưng mà hôm qua mình ăn không nổi. Hôm qua mình đã ăn đồ ăn rất là no rồi nên mình để dành tới hôm nay. Nó hơi nát rồi mọi người ạ. Cái trứng muối thì nó, cái này là hấp trứng muối lên xong rồi nghiền nó ra rồi xong rồi rắc lên trên, chứ không phải là làm cái sốt phô mai trứng muối luôn nha. Chúc sẽ thử cái phô mai. Hôm nay còn định đem cái bánh này ra làm sinh nhật muộn nữa đó mọi người, nhưng mà cảm thấy là bít đường cắm đèn cày với lại không có lấy nó ra được nên thôi. Cái phô mai nó mặn, cái trứng muối nó cũng mặn, thì nó sẽ bù lại với lại cái bánh bông lan. Tôi nghĩ là cái bánh này á, nếu mà mọi người bỏ vào trong lò mọi người làm cho nó nóng á thì chắc là nó sẽ ngon hơn. Còn Trúc ăn cái này là Trúc đang ăn bánh kiểu lạnh nha, nên là cái bông lan á nó sẽ, trời ơi tự nhiên có cái bà mũi đó bà nghe, cái vô duyên thiệt chứ. Ăn không lại đây, ăn chung nè. Bà vòng chắc cũng kiếm đồ ăn á, đừng chích tôi nha bà. Thì khi mà Trúc ăn lạnh á, cái bánh bông lan nó sẽ hơi nát, nó bị cứng lại mọi người, nó đông lại á. Hôm nay mình không ăn cơm tối mà mình sẽ ăn cái này. Định cắt để nó đây cho mọi người xem nè, nhưng mà không cắt được. Mình sẽ ăn mặn trước, cái lát mình ăn ngọt sau cho nó cân bằng lại. Bà Trúc ăn bánh hơi nhăm nhở ha. Khi mua thì cái bánh sẽ được trải phô mai và trứng muối lên, còn chà bông thì để riêng. Chúc cũng muốn thử làm bánh lắm mọi người, nhưng mà cái gì cũng vậy đó, muốn làm cái gì thì cũng phải có kiến thức, mình phải nghiên cứu trước, mình phải tìm hiểu nó, rồi mình phải có điều kiện về dụng cụ, đặc biệt là làm bánh nha. Mọi người phải có dụng cụ làm bánh hoặc tìm những cái dụng cụ thay thế, nhưng mà phải đầy đủ thì mới, đặc biệt là phải có lò nướng thì mới nướng được cái bánh mọi người. Nhà mình thì không có lò nướng. Mình cũng không có ý định mua bởi vì hết chỗ để và cũng chưa có tiền, nên là cái gì phải thật sự cần thiết và xài nhiều thì hãy mua, còn nếu không thì đã bị rất nhiều trường hợp mua xong rồi về để đó nhiều khi cả năm trời không xài tới thì tôi thấy rất là phí mà để nó hư nữa. Sau khi mình ăn được cỡ gần 1/4 mọi người thì cái cảm giác ngán nó đã ập đến thưa quý vị, cái cảm giác ngán nó đã ập tới bởi vì mình không phải là một con bé hảo bánh.
nhưng mình rất hảo trứng muối và chà bông. Ăn bánh bông lan trứng muối á, thì cứ khoái ăn cái lớp ở trên, ăn trứng muối lại ăn chà bông hết rồi, còn cái bánh bông lan đâu có thèm ăn. Chơi khôn vậy đâu ai chơi chung. Cảm giác như bà Trúc đang ăn một cái tô cơm có một cái chén canh cái bên vậy đó. Mình quên chụp hình lại. Thường á, mỗi lần mà mình quay á thì mình phải chụp hình cái món ăn lại để có khi mình bỏ lên trên thumbnail á, để cho nhìn cho mọi người dễ biết đó là món gì. Mà hôm nay quên rồi. Giờ banh nó ra nát bấy rồi đâu có chụp được nữa. Minh Hùng nhà mình á có thể ăn được một cái bánh bông lan to luôn á mọi người. Cái bơ này với mình là nó chưa được béo. Mình ăn béo cũng dữ lắm mọi người. Mình ăn mà cái phô mai con bò cười á là mình thích ăn cái đó lắm. Để nguyên cục bỏ miệng ém cái nuốt. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái bánh chanh dây. Sắn mệt. Tiếc. Để coi nó giống cái gì. Mình đúng là mình không có kinh nghiệm về bánh. Mình không có kiến thức về bánh đó mọi người. Tại vì mọi người để ý khi mà mọi người thích ăn cái gì, mọi người thường ăn cái gì thì mọi người sẽ hiểu nó rất nhiều. Ví dụ mọi người có thể nói về hải sản thì Trúc có thể chia sẻ với mọi người con tôm như thế nào, con cua như thế nào, con sò, con ốc gì đó. Những cái mà Trúc thường ăn thì Trúc sẽ quan tâm nhiều hơn, cũng như là Trúc sẽ tìm kiếm, Trúc nghiên cứu về nó nhiều. Nhưng mà còn những cái loại bánh là những cái loại mà Trúc rất là ít ăn, lâu lâu mới ăn, nên là kiến thức về nó không có. Nhiều khi còn gọi không đúng tên nó nữa. Ôi. Béo 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 béo, đã 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 đã. Cái này thì thiếu béo chứ cái này quá béo luôn mọi người. Hồ. Ở dưới nó sẽ là một cái lớp y như là bánh lăng nhưng nó sẽ xốp hơn. Và ở trên thì cái chanh dây nó chua đã lắm. Cái này được nè. Đúng là ăn cái này trước ăn cái này sau là hợp lý nè mọi người. À. Nó lên tới ốc. Nó chua lên tới ốc mọi người, cái chanh dây. Nhưng mà ngon nha, ngon. Cái điều Trúc lấy cái muỗng này Trúc múc là sai quá, nó bự quá. Ăn nhìn nó không có được từ tốn thanh lịch gì hết à. Cái muỗng này như muỗng múc cơm múc xôi á, đi múc bánh thì kỳ. Vâng, và bây giờ cái ngọt nó đã xâm chiếm em. Và em có cảm giác một cái đường lạnh nó chạy dọc sống lưng mọi người. À. Ngon. Nhưng mà mỗi người một khẩu vị á. Như Trúc á, là Trúc không có thích ăn ngọt cái kiểu này. Nên là khi ăn á thì mình cũng sẽ cảm thấy thú vị ở một hai cái muỗng đầu, một hai cái miếng đầu. Nhưng mà ăn càng nhiều á thì sẽ có một cái cảm giác là mình sẽ bị ớn đó, đó mọi người. Nó ngon nha chứ nó không có bị gì hết, tại vì là do khẩu vị của Trúc thôi. Không ăn được nữa. Không nên cố gắng mọi người. Thật sự là bánh ngon chứ không phải không ngon nha. Nhưng mà do Trúc không có ăn được cái bánh này nhiều. Nhưng mà Trúc lại rất muốn giới thiệu với mọi người, bởi vì Trúc cũng biết được rằng là mọi người nhiều khi coi Trúc ăn món này món kia đồ mặn nhiều rồi thì lâu lâu cũng phải xen một cái bánh ngọt hay là một cái loại bánh nào đó lạ lạ vô thì cho nó nhìn cho nó vui mắt, cho nó phong phú hơn. Thì Trúc cũng hiểu điều đó. Trúc chia sẻ với mọi người và cũng mong là mọi người chia sẻ với Trúc về cái vấn đề về khẩu vị của Trúc ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay. Giới thiệu lại với mọi người một lần nữa, đây là bánh mousse chanh dây và đây là bông lan trứng muối phô mai chà bông. Cảm ơn mọi người nha. Còn nếu như mà mọi người có muốn mua bánh này thì có thể comment ở dưới để mà Trúc gửi cái Facebook của các bạn bán cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.